Chào bà con nha, hôm nay thì bà con mấy dòng GT nè, GT Kuta đầy đủ nha, 110, GT 95, GT 110, GT 125, 140, 155 đầy đủ nha bà con, có đề không đề đầy đủ. Ủa cục nó không đi ạ? Đây là GT bà con, Kubota. Đúng rồi, đây số hàng GT bà con, đầy đủ GT 110, GT 95. Cái dòng máy mới nó khỏe bà con, đủ ngựa đủ xài, phụ tùng đầy đủ. Số dòng GT, tất cả sản phẩm này bảo hành bà con 1 năm nha, trong tháng đầu tiên hư 20 chặt đổi mới, qua tháng sau hư gì em sửa đó, hư gì em thay đó miễn phí. Đó là chính sách bảo hành của công ty nhằm hỗ trợ bà con tiếp cận những tiến bộ mới nhất của khoa học kỹ thuật với những trang thiết bị hiện đại, quá trong nông nghiệp hiện đại mới nhất cho bà con xài. Nói chung mình nên sản đồ mới bà con, tiếp cận những tiến bộ mới khoa học kỹ thuật nó khỏe bà con, máy mới chạy im, thời gian nghỉ ngơi hưởng thụ nhiều hơn. Cái máy ngày đẻ tháng máy cũ chiều tiệm sửa máy này mưa máy kia quả lắm bà con, thời gian bà con nghỉ ngơi hưởng thụ cà phê cà pháo đồ, đi học hỏi kinh nghiệm sản xuất đồ với bà con, sáng cà phê trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tối cà phê trao đổi sản xuất với nông dân, nó lợi hại nhiều hơn là cứ đi sửa máy tối ngày bà con ơi. Máy mới thời gian bà con nghỉ ngơi nhiều, bà con đi đây đi đó học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nó hay hơn bà con ơi. Còn máy cũ đồ tối tiệm sửa máy này sáng tiệm máy kia quậy lắm, mất thời gian, mới con xài hư 20 chặt có công ty lo, con không cần phải lo, con cứ lo cài sới nhanh về uống cà phê pháo hưởng thụ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất với bà con lân cận đi, đặc biệt là kinh nghiệm sản xuất rất là quan trọng bà con ơi, dùng này sao dùng kia sao bà con, lúc bà con đi cà phê pháo học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau lợi hại lắm. Cái kinh nghiệm nó sẽ quyết định đến cái năng suất cái thắng lợi của bà trong nuôi trồng hay là trong sản xuất nông nghiệp vậy. Cái kinh nghiệm lúc nào cũng thắng hết trơn bà con. Ngoài việc máy móc hiện đại hỗ trợ bà con đỡ sức lao động, kinh nghiệm là quan trọng nhất. Máy mới bà con cứ yên tâm, bên công ty lo hết, thời gian bảo hành chu đáo. Hơi 20 chặt có, điện là có.